Xuân, nắng nôi thế này vào nhà đứng đây làm cái gì thế? Mà này này này, chụp ảnh chụp ít như nào đứng xa xa ra, không được xước thì đèn thì khổ đấy. Xước thì làm sao, xe nhà tôi xước có bảo hiểm lo nhá. Chị nói cái gì? Xe của nhà chị á? Nhà chị mua xe từ bao giờ thế? Ui, xe này chả đến bạc tỷ ấy chứ nhờ. Chị ạ, con trai tôi nó sắm đấy. Sao, xịn sò con bò chưa? Lắc mắt ra chưa? Đấy, ngày xưa ấy, cứ chê thằng Tú như tôi ít học, học dốt, không biết làm cái gì. Đấy, bây giờ nó kiếm ra đầy tiền mang về cho tôi nở mày mặt. Mà con Trang nhà chị ngày xưa học giỏi thế cơ mà, hết bằng nọ đến bằng kia, chị bây giờ đã mua nổi xe ô tô chưa? Con Trang nhà tôi ấy, nó mải học, nhưng mà chị yên tâm đi, một khi nó đã thành á, thành to luôn, mua xe ấy, mua mẹt, chứ đi gì cái loại xe chẳng biết thương hiệu là gì thế này. Vâng, kể cũng phải, con Trang nhà chị học giỏi như thế, nhẽ nào lại thua ít học nhà tôi. Mà có khi nó ở trên thành phố ấy, ăn sung mặc sướng, ăn chơi phè phỡn, mặc kệ mẹ nó ở quê ấy, sống lam lũ khổ sở. Mà tôi nghe nói ở trên thành phố nó kiếm tiền giỏi lắm. Cái gì mà làm marketing, marketing gì đấy, đi du lịch chụp ảnh đăng lên tung trời kìa. Chị bây giờ thì giỏi rồi, không bao giờ thèm gọi điện thoại về nhà, cứ để cái bà già phải gọi lên thì mới thương không? Tôi ấy, tôi có chết thì chắc chị cũng không biết đâu. Con xin lỗi, tại dạo này công việc của con bận quá, nó cứ bị dồn lại do nhân viên của con nghỉ dịch. Làm, suốt ngày làm. Làm mà không thấy đồng tiền đồng bạc nào thì làm gì? Người ta vừa làm vừa chơi, người ta mua được cả xe ô tô cho bố cho mẹ người ta kia kìa. Xóm làm việc, người ta cười vào mặt mẹ mày đến bao giờ nữa hả? Thì con vẫn đang cố gắng đấy còn gì ạ? Tao chẳng thấy mày cố gắng tí nào cả. Bảo rồi, nếu mà thằng đại gia mà yêu, không nghe, cứ đâm đầu vào cái thằng nghèo kiết xác ra. Mà này, mẹ nghe nói, mày ở trên đấy à? Ăn chơi tung rời lên đúng không? Giàu sang lắm phải không? Hả? Đi du lịch du liếc suốt ngày, vậy mà mỗi tháng mày gửi về cho mẹ được cái vài cái triệu bạc. Tao nuôi mày lớn bằng người đấy, thế mày phải làm thế nào để cho mẹ mày được hưởng sung sướng một tí chứ. Ai nói với mẹ là con ăn chơi? Đấy là con đi công tác, là tiền phí của công ty mà. Còn nữa, chuyện yêu đương của con mẹ cứ để con tự quyết định đi. Con vẫn sẽ cố gắng, nhưng mà con không thể đem hạnh phúc cả đời của mình ra đánh đổi chỉ vì tiền được. Mà thôi mẹ nhá, bây giờ con phải đi họp rồi, con chào mẹ. Alo, alo, cái con Danh này, mày, mày dám cúp máy mẹ mày hả? Con với trả cái. Được rồi, tao sẽ lên tận thành phố xem mày sống sung sướng như thế nào. Em vừa đồ ăn sáng hả chị này? Chị cảm ơn nhá. Mà sao chị tăng ca cả ngày hôm qua rồi không về nhà nghỉ ngơi một tí đã? Không sao, chị vẫn làm được mà. Xong cái hợp đồng lần này, chị nghỉ bù được. Trời ơi, chị bán mạng như thế là ngục đấy. Việc gì mà phải làm như thế? Tao không sao. Nghe em đi nào. Hết bản hợp đồng này, rồi lại đến cái hợp đồng khác. Cái vòng luẩn quẩn không biết bao giờ mới kết thúc. Dạo này trông em xanh xao đi nhiều đấy. Ăn uống tầm bổ vào nhá. Em không sao đâu, anh đừng lo. Mẹ, mẹ lên lúc nào đấy ạ? Này cái cậu kia, tôi đã bảo cậu là tránh xa con gái tôi ra cơ mà.
Cháu chào bác ạ. Bác, xin bác đừng ngăn cản cháu đến với Trang. Cháu yêu thương Trang thật lòng ạ. Cái thật lòng của cậu có đổi được ra cơm áo gạo tiền không hả? Con Trang nó sinh ra ấy, không phải là để yêu cái loại nghèo kiết xác như cậu nhá. Sao cậu mặt trơ thế ạ? Cậu không có liêm sỉ ạ? Bác ơi, cháu hứa cháu sẽ cố gắng ạ. Mong bác sẽ nhìn nhận cháu ạ. Mẹ đừng nói như thế mà. Mày để im để cho mẹ nói. Tao phải nói cho nó biết. Cóc ghẻ lại đòi ăn thịt thiên nga hả? Cậu mà còn bén mảng đến gần con gái tôi nữa, tôi sẽ cho người ấy đập cho cậu một trận đấy. Thôi, anh cứ đi về trước đi, để em nói chuyện với mẹ nhá. Mình đi về thôi mẹ. Đi. Ôi, mẹ ngồi xuống đây. Thế sao mẹ lên lại không nói với con, để con đi đón? Tôi phải lên bất ngờ như thế này thì mới biết chị sống như thế nào chứ. Mà sao vẫn qua lại với cái thằng nghèo ấy hả? Mẹ đã nói như thế nào? Chấm dứt ngay đi. Ngày mai đi xem mắt. Mẹ đã sắp xếp cho con một mối ngon rồi. À, sao mẹ lại làm như thế? Con với anh Hoàng yêu nhau, bọn con sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu. Con tin anh Hoàng làm được, thế nên con... Im ngay. Trứng lại còn đòi khôn hơn vịt ý. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ đã quyết rồi, chấm dứt ngay. Mày không nghe lời mẹ nhá, mẹ sẽ chết cho mày vừa lòng. Muốn chở người đẹp đi một tí thôi mà. Ôi giời ơi. Trang, từ từ hắn đi con. Dạ, cháu chào bác ạ. Bác có phải là bác An không ạ? Sang, đây là cháu đúng không? Dạ vâng ạ. Thiếu gia con nhà giàu có khác, nhìn khác hẳn. Giới thiệu với con, đây là anh Sang, con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý đấy. Còn xin trân trọng giới thiệu với cháu, đây là Trang, con gái của cô. Mà làm marketing ấy nhá, hai đứa làm quen với nhau đi. Thôi dạ, bây giờ con phải đi làm rồi, con muộn mất. Thế thì lên xe anh chở, anh đảm bảo với em nhá là không bao giờ có thể muộn được luôn. Đúng, lên xe anh Sang chở đi. Rồi làm quen với nhau ở trên xe cũng được mà. Đi lên xe. Thôi, đi con. Mẹ, lên xe, đừng để cho mẹ mất mặt. Lên đi em. Lên nào. Chào bác ạ. Hai đứa đi vui vẻ nhá, vui vẻ nhá. Thế này mới đẹp đôi vừa lứa chứ. Rồi ui, con rùa vàng này phải là con rể mình mới đúng. Vào thẳng vấn đề luôn nhá, chúng ta không hợp nhau, thế nên không thể tiến đến quan hệ yêu đương được đâu. Ai bảo cô là tôi muốn tiến đến quan hệ yêu đương với hả cô nào? Như thế thì quá tốt. Tôi và anh không cần phải dây dưa với nhau nữa. Nếu như mẹ tôi gọi điện, anh cũng không nghe máy. Tôi sẽ tự có cách nói chuyện. Tôi ấy chỉ vì mẹ tôi bắt, thế nên tôi mới phải đi gặp cô thôi. Mẹ cô ấy 5 lần 7 lượt đến nhà tôi tặng quà rồi làm thân, lại đòi kết cả thông gia cơ. Tôi thì chưa muốn lấy vợ, vẫn muốn chơi. Thế nhưng mà ấy, mẹ tôi vì mẹ cô thế nên mới bắt tôi như thế này đấy nhá. Thế nên ấy, cô phải giúp tôi qua được cái ải gia đình này thì tôi với cô mới đường ai nấy đi được chứ. Giúp như thế nào? Đơn giản thôi. Thì cô chỉ cần về nhà tôi ăn một bữa cơm, coi
như là tôi với cô có gặp nhau. Rồi tôi sẽ nói với mẹ tôi là hai chúng ta không hợp nhau, rồi chia tay, rồi chúng ta đường ai nấy đi. Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, lỗi cũng tại mẹ tôi. Tôi đồng ý. Được, vậy thì chúng ta đi thôi. Dạ. Đi. Báo là chúng ta về nhà ăn tối à? Làm gì có bữa tối mà. À, có. Cô em ấy chính là bữa tối của anh đấy. Anh sao? Anh nói cái gì đấy? Tôi tưởng anh là chính nhân quân tử, hóa ra anh lừa tôi à? Ồ, nào có ai lừa gì em đâu. Cái điều anh nói ấy, là không muốn quan hệ yêu đương với em ấy là thật mà. Bởi vì anh chỉ muốn trêu đùa em một tí thôi. Em có một bản mệnh hám tiền, thế nên chắc chắn em cũng thích tiền đúng không? Ôi, lại còn định tỏ vẻ thanh cao à? Nào, chiều anh, xong rồi anh sẽ cho em tiền. Có khi ấy, bằng cả năm lương của em đi làm cũng nên đấy. Nào, lại đây. Bỏ ra. Dạ. À, anh tránh ra. Con danh con này, mày có thích thân lừa ưa búa tạ không? Tao nói nhẹ mày không nghe đúng không? Đi đây, đi đây. Thả tôi ra, thả tôi ra. Đau. Mày là thằng nào mà lại dám vào đây phá hoại chuyện của tao? Tao đã báo công an về tội mày cưỡng hiếp phụ nữ rồi đấy. Họ đang đến đây đấy. Mày vào hùa một lũ để lừa tao đúng không? Chúng mày chờ đấy. Trang, em có sao không? Trang. Trang, anh ơi, em bình tĩnh đi, mọi thứ ổn rồi. Trang, anh ta đã bị công an bắt rồi. Trang, em biết không, em bị suy nhược cơ thể, tại sao em cứ hành hạ bản thân như thế? Em muốn có tiền gửi về cho mẹ. Không, mẹ không cần tiền nữa đâu con ơi, mẹ chỉ cần con thôi. Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ không thể nào sống được đâu. Tại mẹ, xin lỗi. Bác ơi, Trang hiện tại đang bị sốc rất nặng. Bác cứ bình tĩnh lại, đợi Trang tỉnh táo lại rồi nói chuyện ạ. Tất cả tại tôi. Tại tôi hư vinh cho nên là con tôi mới bị hại như thế này. Tôi cứ tưởng nó sống ở thành phố thì sung sướng, khang trang hiện đại lắm. Ai ngờ đâu nó phải đi làm cho đến nỗi kiệt sức. Rồi suýt nữa tôi lại bán rẻ con tôi cho phường ác thú nữa. Bác cũng không biết anh ta là người như vậy mà. Cháu biết xuất phát tất cả đều là từ bác thương Trang, nhưng Trang cũng có những nỗi niềm mà Trang không thể chia sẻ với bác, làm cho bác hiểu lầm. Bọn cháu đều là những người xa quê lập nghiệp, xa gia đình. Bọn cháu cũng có những thứ mà không thể chia sẻ được với ai. Áp lực công việc, áp lực xã hội. Nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi. Phần lớn là áp lực gia đình. Nếu có được một người thân hiểu điều đó, thì đó là một động lực rất lớn của bọn cháu. Bác đừng có trách Trang nữa. Trang đã cố gắng hết sức rồi ạ. Bác xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con nhá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.